Sau hàng tá những thay đổi về luật nhập cư thì mình nghĩ đã đến lúc chúng ta có một video để nói về điều này. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Gameplay You. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tất tần tật về luật nhập cư trong Riot Kingdom update năm 2024 nha. Tình hình căng quá mọi người ơi. Cháy kho hạc rồi anh em ạ. Khách mua à cứ nườm nượp mà trộm vía hàng trăm giao dịch to nhỏ rồi mà chẳng có drama vì fan hay là một vết xước về bảo mật nào cả. Kho hạc thì lúc nào cũng cháy. Nên là nếu anh em có nhu cầu mua hay bán tài khoản Riot Kingdom, đặc biệt là việc gửi bán tài khoản, hãy tìm đến với GPI. Mình chắc chắn đây sẽ là địa điểm an toàn, uy tín và chuyên nghiệp nhất hệ mặt trời. Chi tiết hơn, hãy liên hệ mình theo đường dẫn dưới phần mô tả. Video này như thường lệ sẽ gồm có 4 phần chính. Phần thứ nhất đó là mùa và các hạn chế của mùa. Phần 2 đó là quy tắc nhập cư. Phần 3 là chỉ huy và trang bị. Và phần cuối cùng đó là 12 chú ý xương máu về luật nhập cư. Đôi khi những điều này có thể cứu sống cả một cái tài khoản của bạn đấy. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn với phần thứ nhất. Mùa trong Riot Kingdom ở đây sẽ bao gồm 6 giai đoạn cơ bản. Đây sẽ là timeline của Vương quốc cho bạn dễ hình dung. À đương nhiên là khoảng thời gian này sẽ mang tính tượng trưng thôi nha. Mốc đầu tiên sẽ là con số 10. Giai đoạn này gọi là non trẻ nha. Tiếp theo là từ ngày thứ 11 trở đi cho đến hết chương quả táo vàng cuối cùng. Đây, nó là cái chương này. Khoảng thời gian này sẽ gọi là mùa chuẩn bị. Chuẩn bị ở đây là chuẩn bị đấm nhau nha anh em. Tiếp theo, hết mùa chuẩn bị, ta sẽ đến với mùa 1. Mùa 1 sẽ được tính ở mốc thời gian kết thúc chương quả táo vàng cuối cùng cho đến khi các vương quốc trong khu vực kết thúc KVK1 với tên gọi đó là cuộc chiến vô tận. Mùa 1 sẽ diễn ra trong khoảng đâu đó là 60 ngày. Hết mùa 1, đương nhiên chúng ta sẽ đến mùa 2. Sau khi kết thúc KVK1, bạn sẽ bước sang giai đoạn này. Nó sẽ kết thúc khi KVK2 hành trình xa xôi kết thúc. Tương tự, mùa 3 sẽ kéo dài từ khi hết KVK2 đến lúc hết KVK3 ánh sáng và bóng tối. Cuối cùng, mùa trinh phạt sẽ là quãng thời gian dài đến vô cùng khi bắt đầu ngay sau khi kết thúc KVK3 và kéo dài cho đến khi nhà phát hành muốn có thêm một mùa mới. Có cái này thì mình sẽ update sau nha, chứ hiện tại mùa trinh phạt là quãng thời gian bao hàm phần còn lại của trò chơi rồi. Ở mỗi mùa từ mùa 2 trở đi, ta sẽ đều có hai giai đoạn nhỏ trong mỗi mùa. Mình sẽ dùng dấu mốc nhỏ này để phân tách chúng ra. Giai đoạn trước sẽ là giai đoạn ngoại mùa, tức là bạn sẽ trở về vương quốc chính, luyện lính, kéo man, farm tài nguyên để hồi sức chuẩn bị đấm nhau tiếp. Giai đoạn này thường kéo dài từ 3-5 tuần tùy theo tuổi của vương quốc ở mùa 2 và mùa 3. Đặc biệt là nó có thể kéo dài hơn ở mùa trinh phạt khi các vương quốc có thể bỏ qua lượt đăng ký KVK để kéo dài hơn thời gian chuẩn bị, tích trữ thêm lương thảo và chiến binh. Sau đó sẽ là giai đoạn KVK bao gồm 6 ngày của giai đoạn chuẩn bị KVK, hay chúng ta hay gọi là pre-KVK ấy, và KVK chính thức kéo dài khoảng 50 ngày. Đây là giai đoạn sôi động nhất của trò chơi, nơi mà mọi drama có thể xảy ra. Các thành viên, các vương quốc sẽ ganh đua với nhau trong rất nhiều sự kiện. Mốc thời gian này sẽ gần như giống nhau ở mọi kỳ KVK, tạm thời là thế nha. Tiếp theo, bạn vẫn nghe thấy nấm đúng không? Đây sẽ được gọi là các trạng thái đặc biệt của vương quốc. Nó được căn cứ vào một khái niệm đó là sức mạnh của vương quốc. Tóm tắt qua một chút thì sức mạnh vương quốc sẽ được tính bằng tổng sức mạnh của 300 thống đốc mạnh nhất vương quốc đó. Những vương quốc mạnh nhất trong từng giai đoạn sẽ bị hạn chế nhập cư. Cụ thể thì vương quốc mạnh nhất KVK1 có biểu tượng ngôi sao ở đây. Bạn mà muốn nhập cư đến đây thì phải có sức mạnh nhỏ hơn 10 triệu. Vương quốc có biểu tượng đấm ở KVK2 thì con số này là 15 triệu. Ở KVK3 là 25 triệu và ở mùa trinh phạt là 35 triệu. Dĩ nhiên, những điều chỉnh đó chỉ áp dụng với nhập cư thông thường, còn nếu bạn có vé nhập cư đặc cách thì không cần quan tâm mấy thứ này đâu nha. Ta sẽ có hai loại nhập cư dựa vào mùa bạn đang ở, đó là nhập cư cùng mùa và nhập cư khác mùa. Mà làm sao để biết cùng mùa hay khác mùa? Thì bạn ấn vào quả cầu góc dưới bên phải. Chúng ta có thể thấy 5 mùa ở đây. Ví dụ như bạn đang ở Kingdom 322 thì bạn đang ở mùa 3. Nếu di cư đến vương quốc ngoại mùa 3 thì được coi là nhập cư cùng mùa. Còn nếu bạn nhập cư đến vương quốc KVK2 thì gọi là nhập cư khác mùa. Khá dễ hiểu đúng không anh em? Nhập cư cùng mùa là nhập cư cùng mùa, còn nhập cư khác mùa là nhập cư khác mùa. Thế thôi, đấy kiểu thế. Cùng quay lại với timeline ở phần 1. Nhân đôi lên cho các bạn dễ hình dung nha. Đây sẽ là hai vương quốc với hai khoảng thời gian. Cái dưới sẽ là vương quốc bạn đang ở, cái trên sẽ là vương quốc bạn sắp nhập cư. Khi hai vương quốc của bạn ở cùng mùa, tức là timeline của hai cái này khá tương đồng, thì bạn có thể nhập cư cùng mùa giải. Nếu khác mùa, tức là mùa 3 và mùa 2, mùa trinh phạt và mùa 3 chẳng hạn, thì tuổi vương quốc của bạn đang ở cần lớn hơn tuổi của vương quốc bạn muốn nhập cư. Đại loại là như này, nếu bạn đang ở vương quốc mùa 2 thì bạn không thể xin nhập cư đến vương quốc mùa 3 được. Hoặc là bạn đang ở mùa 1 mà đòi đú lên hẳn KVK4 thì ở đây Lilith không cho bạn làm như vậy. Điều này phòng tránh việc bạn tuổi nhỏ mà lại thích làm việc to. Tức là bạn chỉ có thể bay về một vương quốc khác mùa có khung timeline này ở phía sau. Dĩ nhiên là nhập cư khác mùa chỉ được áp dụng khi bạn ở KVK3 và KVK4 muốn trở lại KVK2, KVK3. Còn lý do thì mình sẽ nói ở phần sau. Bên cạnh yêu cầu về tuổi vương quốc ở trên, bạn cần quan tâm thêm một số yêu cầu nữa. Đó là yêu cầu dựa vào mùa giải mà vương quốc hiện có. Đây là cái bảng... À mà thôi, vứt cái bảng này đi. Nhìn timeline cho dễ hiểu anh em nha. Với anh em đang ở giai đoạn vương quốc non trẻ, anh em đương nhiên làm gì có đường lùi.
chỉ có thể bay qua vương quốc non trẻ khác mà thôi. Ở giai đoạn 1 chuẩn bị, vương quốc bắt đầu của bạn, tức là nơi bạn tạo tài khoản ấy, cần không được quá 10 ngày so với vương quốc bạn định di cư đến. Lưu ý là vương quốc bắt đầu tài khoản chứ không phải là vương quốc hiện bạn đang ở, cũng không phải là tuổi của tài khoản bạn nhé. Cái này là lưu ý dành cho các anh em ủ ạc này. Khi ở mùa 1, vương quốc hiện tại và vương quốc mà bạn muốn nhập cư đến cần ở cùng một khu vực. Khu vực ở đây sẽ là cái này, tức là một cụm gồm 4 vương quốc sát nhau. Ở mùa 2, nhân vật nhập cư không được quá 90 ngày tuổi so với vương quốc nhập cư đến. Đương nhiên là cái này chỉ áp dụng cho nhập cư cùng mùa mà thôi. Quy tắc này sẽ loại trừ việc những người chơi cũ bay về cụm KVK2 ở Kingdom Seed A chẳng hạn. Thấy chọn sai nơi lại muốn bay đến cụm KVK2 ở vương quốc Seed B. Cho nên thì lựa chọn vương quốc KVK2 thì chọn kỹ một chút nha những anh em thích hành gà. Chứ chọn nhầm một cái là các bạn xác định là ở vương quốc KVK2 đó chơi hết KVK2, hết KVK3 rồi đến KVK4 mới có thể di cư được. Ở mùa 3 bạn sẽ có hai lựa chọn, một là bay đến một vương quốc đang ở mùa 2. Cái này mình sẽ gọi là nhập cư khác mùa. Và trường hợp thứ hai đó bay đến cụm vương quốc mùa 3 khác. Cái này sẽ gọi là nhập cư cùng mùa. Ở trường hợp đầu tiên, bạn cần lưu ý là giới hạn nhập cư của Kingdom ở mùa 2 hiện tại là 50 slot khác mùa. Tức là ở đây bạn có thể bay về với điều kiện là nhanh tay nhanh chân để nằm trong 50 slot này. 50 slot này là hên xui em nhé, vua không thể chấp nhận hay từ chối được. Nên là dù anh em được vua đồng ý cho nhập cư về nhưng đen thì anh em cũng không về được đâu. Trường hợp bạn nhập cư cùng mùa đến một vương quốc khác ở mùa 3, tương tự như việc nhập cư cùng mùa ở mùa 2, bạn sẽ cần để ý đến tuổi của tài khoản và tuổi của vương quốc cần nhập cư đến. Tuổi của tài khoản thì các bạn có thể xem ở chỗ nữ cung thủ, cái ngày mà bạn chiêu mộ chỉ huy này ấy. Còn tuổi của vương quốc thì các bạn có thể xem ở đây. Nếu quá 90 ngày thì dĩ nhiên bạn chịu khó ở yên nhá, không di cư ở đâu. Với mùa trinh phạt, bạn sẽ có hai sự lựa chọn tương tự như mùa 3, tức là hoặc nhập cư khác mùa bay về KVK2, KVK3 để hành gà, hoặc là nhập cư cùng mùa đến một vương quốc ở mùa trinh phạt khác. Để tránh việc làm loạn nhập cư lung tung, giới hạn nhập cư sẽ là yếu tố được đưa ra để ngăn chặn sự loạn lạc trên. Sẽ có giới hạn sức mạnh riêng cho nhập cư cùng mùa hoặc là nhập cư khác mùa. Khi chưa có vua hoặc là vua quên thì giới hạn thấp nhất sẽ được lựa chọn. Bên cạnh đó sẽ là hạn mức sức mạnh dành cho các vương quốc mới nổi hay là các đại đế quốc. Một số quy tắc khác liên quan đến nhập cư như là tọa thị chính theo sự yêu cầu của vương quốc, hộ chiếu theo từng cấp độ, hàng chờ lính rỗng, không ở trong trạng thái cuồng chiến và không thuộc liên minh nào. Anh em cần đặc biệt quan tâm đến yêu cầu về hộ chiếu dựa trên sức mạnh nha. Mọi người có thể dừng lại để tham khảo bảng này. Giờ chúng ta sẽ đến với một số lưu ý khác. Lưu ý đầu tiên là khoảng thời gian nhập cư. Hãy cùng zoom vào timeline cụ thể của một vương quốc. Đây sẽ là mùa 2 chẳng hạn. Mỗi mùa sẽ có một số mốc như sau. Đây sẽ là giai đoạn hoàn thành KVK1, bay trở lại vương quốc quê nhà, hay còn gọi là ngoại mùa của KVK2. Đây sẽ là giai đoạn tham gia sự kiện KVK. Nó sẽ bao gồm 3 giai đoạn nhỏ: giai đoạn mai mối, giai đoạn chuẩn bị KVK và trong KVK. Vương quốc sẽ có thêm một khoảng thời gian nhỏ gọi là thời gian chờ đợi nhập cư. Nó kéo dài khoảng 38 tiếng. Đây sẽ là thời gian mà bạn không thể nhập cư. Chúng ta chỉ có thể bay về vương quốc khác trong khoảng thời gian này. Và nếu bạn muốn di cư thì bạn cần đảm bảo là bạn đang ở vương quốc quê nhà nha. Điều này có nghĩa là nếu anh em nào đang trong KVK mà muốn di cư ấy thì phải trở về vương quốc quê nhà trước. Tiếp theo là một số hạng mục bị xóa hoặc là vô hiệu hóa khác, bao gồm nếu nhập cư khác mùa, vô hiệu hóa hồng đồ hoặc là tranh đoạt mà bạn nhận được khi kết thúc mùa KVK khác. Xóa toàn bộ điểm sự kiện về không, xóa nhu yếu phẩm bao gồm thẻ cung cấp pha lê mùa đặc biệt và cung cấp xu 7 ngày. Cuối cùng, ta sẽ có một loại nhập cư xịn sò con bò hơn, đó là nhập cư đặc cách. Nhập cư này sẽ chỉ có vua chấp nhận. Đây là loại nhập cư dành riêng cho các thống đốc có sức mạnh vượt trội và sức mạnh đó vượt qua giới hạn sức mạnh của vương quốc đã đề ra. Đại loại là nếu bạn đang ở KVK2, bỗng dưng có một siêu boss với tướng tá, vũ trang, trang bị các kiểu con đà điểu, nhưng có sức mạnh là 170 triệu bao, vượt quá giới hạn sức mạnh là 100 triệu mà mình đã đề cập lúc nãy. Vậy thì nhập cư đặc cách sẽ là suất đặc biệt dành riêng cho các boss này. Yêu cầu nhập cư ở đây sẽ là tất cả các điều mà mình kể trên, ngoại trừ sức mạnh. Bạn muốn sử dụng vé này thì tài khoản của bạn phải có sức mạnh lớn hơn hạn mức nhập cư nha. Hạn mức nhập cư thì anh em có thể thấy ở đây, như ở 3282 thì nếu anh em muốn dùng vé nhập cư đặc cách thì cần có sức mạnh lớn hơn 100 triệu. Về số lượng cơ hội nhập cư đặc cách, mỗi vương quốc sẽ tích lũy tối đa là 3 cơ hội. Mỗi đầu tháng vương quốc nhận được thêm một cơ hội đặc cách. Chỉ khi nhập cư đặc cách thành công thì số lượng cơ hội nhập cư đó mới bị tiêu hao đi. Đây sẽ là một trong những slot nhập cư cực kỳ quan trọng của các vương quốc, đặc biệt là các nấm. Lựa chọn đúng người sẽ cho vương quốc có sức mạnh đáng kể. Hãy cùng tính toán xem ở trước mỗi kỳ KVK, vương quốc của bạn sẽ có bao nhiêu suất nhập cư đặc khách nhé. Vẫn là khung timeline cũ. Ở đây do giới hạn sức mạnh nhập cư cùng mùa là không giới hạn, nên ở mùa chuẩn bị vào mùa 1 mình sẽ không phân tích vì cơ bản là không có gì đặc biệt ở đây cả. Ngay khi vương quốc vừa hết KVK 1, bước vào giai đoạn ngoại mùa KVK 2, vua sẽ có ngay trong tay 3 slot nhập cư đặc khách tích lũy từ trước. Vì đầu mỗi tháng đều có một cơ hội, tối đa là 3 cơ hội như ở trên mình đã nói. Do việc nhập cư sẽ chỉ diễn ra trong giai đoạn ngoại mùa KVK 2. Đây chính là khu vực này. Và giai đoạn này sẽ kéo dài từ 2 đến 3 tuần. Điều đó đồng nghĩa với việc để chuẩn bị cho KVK 2, vua sẽ có tối đa 4 slot nhập cư đặc cách.
Tiếp theo, giai đoạn KvK sẽ kéo dài 2 tháng bao gồm cả pre-KvK và trong KvK, tương đương với tối đa là 2 cơ hội nhập cư đặc cách ở giai đoạn sau này. Sau đó, giai đoạn ngoại mùa KvK 3 tương tự sẽ kéo dài đâu đó là 2 đến 3 tuần. Vậy tổng cộng trong khoảng thời gian từ đây đến đây, chúng ta sẽ có đâu đó là 6 đến 7 vé nhập cư đặc cách. Vậy bài toán ở đây cho các vương quốc đó là sắp xếp lựa chọn các suất nhập cư đặc cách sao cho hợp lý, vì đây thực sự là nguồn sức mạnh vô cùng đáng kể của các vương quốc nếu có thể tận dụng triệt để. Nếu ưu tiên hơn ở KvK 2, hãy tận dụng luôn 4 vé nhập cư đặc cách nhận được trong khoảng thời gian này. Sau đó ở KvK 3 sẽ là 2 đến 3 cơ hội nhập cư đặc cách khác. Ngược lại, nếu ưu tiên ở giai đoạn sau này, hãy chỉ sử dụng 3 cơ hội nhập cư đặc cách ở giai đoạn này và 4 cơ hội ở giai đoạn sau. Tất cả sẽ tùy theo sự lựa chọn của vua. Biến chuyển lớn nhất trong thời gian vừa rồi chắc hẳn là các bạn đều biết rồi. Đó là việc các chỉ huy mạnh mẽ ở mùa chinh phạt đã đổ bộ vào KvK 3, biến chiến trường này trở thành một trận chiến diễn ra nhanh chóng. Thay vì những Alex Saladin làm vua chiến trường trong thời gian trước, thì hàng loạt những Gia Cát Lượng, Lưu Triệt, Scipio, Doan P sẽ ào ạt đổ vào. KvK 3 vốn đã là một chiến trường ít chiến đấu, khi đa phần mọi tài nguyên sức lực đều dồn ở Kinh Lên. Giờ đây với những chỉ huy có sát thương cao, cắt máu nhanh, thì những trận Kinh Lên sẽ được giải quyết nhanh gọn hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, những trang bị chinh phạt và một số món trang sức sẽ chỉ được xuất hiện ở mùa chinh phạt chứ không phải ở KvK 3 như nhiều người lầm tưởng. Anh em có thể tham khảo lại video meta KvK 3 của chúng mình ở đây nhé. KvK 2 thì có một chút thay đổi khi võ tắc thiên có thể sử dụng trong thời gian này. Trước đây thì võ tắc thiên chỉ sử dụng được ở KvK 3 thôi anh em nhé. Và võ tắc thiên là chỉ huy đồn trú uy tín nhất ở KvK 2 hiện tại. Meta ở KvK 2 thì chúng mình đã có một video phân tích riêng rồi. Có những điều mà mình đã nói ở trên rồi, nhưng vì nó quá quan trọng nên mình sẽ nhắc lại. Ngoài ra mình sẽ sắp xếp lưu ý theo dòng thời gian từ KvK 1 trở đi nha. Đầu tiên là trước khi bắt đầu KvK 1, nếu bạn thấy kinh doanh mình đủ mạnh rồi, tốt nhất là bạn nên giữ lại một vé nhập cư đặc cách. Như vậy thì ở KvK 2, kinh doanh mình có thể mời thêm một boss 200 triệu pound chẳng hạn. Tổng cộng là chúng ta có thể mời đến 4 boss. Điều này cực kỳ quan trọng với các vương quốc có mục tiêu xây dựng chuỗi sao đấy nhé. Điều thứ hai cũng quan trọng không kém, đó là sau khi kết thúc KvK 1, vua sẽ phải cài đặt hạn mức nhập cư khác mùa cho KvK 2. Nếu vua quên không cài thì mức đó mặc định sẽ là 25 triệu. Tức là vương quốc của bạn không có T5 nào di cư về. Hạn mức nhập cư khác mùa là không thể thay đổi sau đó. Tuy nhiên, hạn mức nhập cư cùng mùa thì có thể thay đổi linh hoạt thoải mái. Ngoài ra thì hạn mức nhập cư khác mùa sẽ tương ứng với seed ở KvK 2. Còn seed là gì thì anh em có thể tham khảo video này nhé. Trong đó, hạn mức nhập cư 100 triệu tương ứng với tham vọng là Kingdom Seed A, 65 triệu là Kingdom Seed B, 45 đến 55 triệu là Kingdom Seed C và dưới 45 triệu là Kingdom Seed D. 3. Việc nhập cư ngoại mùa KvK 2 không chỉ ảnh hưởng đến seed ở KvK 2 mà còn ảnh hưởng đến seed ở KvK 3, KvK 4, thậm chí là KvK 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và nếu bạn muốn xây dựng một vương quốc với chuỗi sao trên cờ, hãy nhắm đến seed A và seed C. Ngoài ra, nếu vương quốc của bạn cần một cố vấn để lấy chuỗi sao đó, hãy liên hệ Zalo của mình ở dưới phần mô tả nhé. 4. 50 vé nhập cư khác mùa ở KvK 2 là ngẫu nhiên và gần như ai nhanh, ai may mắn thì sẽ được. Vua chỉ biết cài đặt hạn mức nhập cư khác mùa, cùng lắm là thêm một vài câu đe dọa ở phần thông tin liên minh như kiểu là nhập cư trái phép sẽ bị zero và sau đó là cầu trời khấn Phật cho ít bay lậu mà thôi. Tuy nhiên, vua sẽ toàn quyền quyết định những vé nhập cư đặc cách em nhé. 5. Nếu bạn được vua ưu ái cho một vé nhập cư đặc cách về KvK 2, KvK 3 thì hãy đảm bảo là bạn có sức mạnh lớn hơn hạn mức nhập cư khác mùa của Kingdom đó nha, chứ không là lỡ chuyện của hai bên đấy. Nếu tài khoản của bạn không có sức mạnh to như vậy thì hãy gửi chúng mình bán và mua một tài khoản VIP Pro hơn về chơi vua của vương quốc đó nha. 6. Khi bạn nhập cư khắp mùa về KvK 2, đừng xóa tài nguyên, đừng xóa lính, đừng ép viện vội. Khi bạn may mắn nhập cư thành công, sẽ có một thư hệ thống báo và bạn sẽ có nguyên một ngày để xóa các thứ, chuẩn bị hộ chiếu, v.v. Mình thấy nhiều trường hợp xóa hết lính, xóa hết tài nguyên, rồi lại ép viện, nhưng cuối cùng là nhập cư thất bại. Thế là cái tài khoản đấy tan hoang luôn, rồi chủ của tài khoản cũng chán game, bán luôn cái tài khoản đấy. 7. Vẫn là cách nhập cư KvK 2. Nếu anh em nhập cư khắp mùa thành công thì về sớm một chút nhé. Chứ cứ cậy có một ngày rồi giờ chót mới về là không ổn đâu. Có những vương quốc lên nấm trong 12 tiếng đấy. Và đã lên nấm thì vé nhập cư thông thường của anh em coi như là vứt. 8. Cái này cũng cực kỳ quan trọng này. Nếu anh em đã may mắn nhập cư khác mùa về KvK 2 thành công và nhận được thư hệ thống, nhưng mà lại lỡ xóa đi tin nhắn xác nhận đó, hoặc là để nó hết hạn nhập cư khác mùa thì coi như là bạn mất tư cách nhập cư luôn. Nên là anh em cần cẩn thận nha. 9. KvK 3 dùng được chỉ huy chinh phạt rồi, nhưng mà chưa dùng được vũ khí, mũ và trang sức chinh phạt đâu anh em nha. Đừng nhầm lẫn cái điều này. 10. Có một luật căn bản đó là mỗi lần di cư cách nhau ít nhất là 30 ngày. Nên anh em tính toán cẩn thận. Mình thấy nhiều người nhập cư hết hơi mới được vé về KvK 2 mà dính cái luật này nên là nhịn. Bạn đó thì uất đức, mà vũ quốc đó thì mất đi một vé nhập cư ngoại mùa rồi. Cái đấy là chán lắm đấy. 11. Nếu bạn đang chơi gần hết KvK 2 mà thấy leader rốt rồi thì thua KvK thì bạn hoàn toàn có thể di cư ngược về một vương quốc đang chuẩn bị KvK 2
Như vậy thì bạn vẫn đang được tính là nhập cư cùng mùa. Bạn sẽ có thêm một cái KvK 2 để đánh nhau và tích lũy, nâng cấp tài khoản. Bạn cũng có thể áp dụng điều này khi gần hết KvK 3 nếu bạn chưa đủ tự tin để bước vào mùa chinh phạt. 12. Bạn hãy để ý trong quá trình chơi KvK, nếu vương quốc nào có leader hay, mem đánh tốt, bốt chiến, thì bạn có thể nộp đơn di cư đến vương quốc đó ngay trong những ngày cuối của KvK. Bằng cách này, bạn sẽ giảm chi phí hộ chiếu đi. Dĩ nhiên, bạn vẫn cần vua của vương quốc kia chấp nhận nha. Thậm chí là ông vua đó có thể chấp nhận xong, suy nghĩ lại rồi hủy đi thì bạn cũng không bay được đâu. Và đó là tất tần tật về luật nhập cư trong Riot Kingdom update cho đến tháng 1 năm 2024. Nếu anh em thấy thiếu nội dung nào thì hãy thoải mái để lại ý kiến dưới phần comment nha. Mình sẽ ghim comment lấy lên để cho video này trở nên hoàn thiện nhất nha. Cảm ơn anh em đã xem đây. Còn bây giờ, mình là Bình Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại.